chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Phát Các bạn đang theo dõi bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay Thứ hai, ngày 1 tháng 11 năm 2021 Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều Các bạn thân mến, trong phiên hôm nay thứ hai, ngày 1 tháng 11 Giá vàng trong nước có phiên giao dịch biến động theo chiều giảm khá mạnh Từ 100 cho đến 300 nghìn đồng một lượng với vàng miếng SJC. Tuy nhiên, vàng nhận bố số 9 Giá vàng đế trang có mức tăng nhẹ 50.000 đồng một lượng Đối với giá vàng thế giới, ngay thời điểm hiện tại, vàng thế giới đang ở quanh mức 1.786,6 đô la Mỹ. Trong phiên, vàng thế giới đã tăng khoảng 3,8 đô la với tỷ lệ 0,22%. Mức giao dịch thấp nhất trong ngày hôm nay 1.779 đô la Mỹ và cao nhất là 1.787 đô la Mỹ một ao. Trong phiên ngày hôm nay đầu tuần, đồng tiền điện tử Bitcoin đã tăng 1,12% và hiện đang ở quanh mức 62.000 đô la Mỹ chỉ số udnex thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác hiện đang đứng tại mức 94,131 điểm bên cạnh đó lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng vẫn đang ở dưới mức 1,6% và cụ thể là 1,575% một năm các bạn thân mến hôm nay là phiên đầu tuần tuy nhiên theo quan sát thì vàng trong nước chốt phiên ngày đã có mức giảm ở cả chiều mua và chiều bán đối với vàng miếng SJC từ 100 cho đến 300 000 đồng lượng. Theo đó, giá vàng SJC ở cả hai thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội có mức điều chỉnh giảm ở cả chiều mua và chiều bán là 150 000 đồng một lượng. Ở chiều mua có mức giá 57 triệu 600 000 đồng một lượng, chiều bán có mức giá 58 triệu 300 cho đến 58 triệu 320 000 đồng một lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán vẫn đang giữ ở cái mức là 700 000 đồng một lượng. Thương hiệu vàng Doji tại thành phố Hồ Chí Minh giảm 200 000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua có mức giá 57 triệu 600 000 đồng một lượng, chiều bán 58 triệu 200 000 đồng một lượng. Thương hiệu vàng Doji tại Hà Nội không có sự thay đổi trong phiên ngày hôm nay. Ở chiều mua hiện đang niêm yết 57 triệu 650 000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 58 triệu 300 000 đồng một lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji khoảng 600 000 đồng một lượng. Thương hiệu vàng PNJ ở cả hai thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội ghi nhận mức giảm ở chiều mua là 100.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán giảm 150.000 đồng một lượng. Chiều mua có mức giá 57.600.000 đồng một lượng, chiều bán 58.250.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng PNJ là 650.000 đồng một lượng. Giá vàng miếng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng cũng có mức điều chỉnh giảm từ 50 cho đến 300 000 đồng lượng. Cụ thể thì tại Phú Quý SJC giảm chiều mua và chiều bán là 100 000 đồng lượng. 57 triệu 700 000 đồng lượng ở chiều mua và chiều bán 58 triệu 300 000 đồng lượng. Tại Bảo Tiến Minh Châu giảm 130 .000, 000 đồng lượng ở chiều mua, chiều bán giảm 90 000, .000 đồng lượng. Chiều mua có mức giá 57 triệu 710 000 đồng lượng ở chiều bán 58 triệu 290 000 đồng lượng. Tại Mi Hồng STC giảm chiều mua 50.000 đồng một lượng, ở chiều bán giảm 80.000 đồng một lượng. Mức giá ở chiều mua hiện tại là 57 triệu 900.000 đồng một lượng, chiều bán 58 triệu 170.000 đồng một lượng. Trong khi đó thì tại ngân hàng Exim có mức điều chỉnh giảm mạnh ở chiều mua và chiều bán là 300.000 đồng một lượng. Ở chiều mua có mức giá 57 triệu 600.000 đồng một lượng, chiều bán 58 triệu 100.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng ACB không có mức thay đổi cả chiều mua và chiều bán ở chiều mua có mức giá 57 triệu 600 nghìn đồng một lượng và chiều bán 58 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng SCB cũng có mức điều chỉnh giảm tương đối mạnh. Chiều mua giảm 300 nghìn đồng một lượng, chiều bán giảm 200 nghìn đồng một lượng. 57 triệu 500 nghìn đồng một lượng ở chiều mua, còn ở chiều bán 58 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng TB Bank cũng không có sự thay đổi cả chiều mua và chiều bán và vẫn giữ nguyên giá ở phiên nền trước. Ở chiều mua có mức giá 57 triệu 650 000 đồng lượng Chiều bán 58 triệu 300 000 đồng lượng Giá vàng SEC chỉ những nhà các tỉnh thành đều có mức điều chỉnh giảm ở cả hai chiều mua bán là 150 000 đồng lượng. Theo đó ở chiều mua có mức giá niêm yết thấp nhất là 57 triệu 570 000 đồng lượng, cao nhất 57 triệu 620 000 đồng lượng. Còn ở chiều bán có mức giá thấp nhất 58 triệu 300 nghìn đồng lượng, cao nhất 58 triệu 350 nghìn đồng lượng. Trong khi giá vàng miếng SJC có mức điều chỉnh giảm tương đối mạnh ở cả chiều mua và chiều bán từ 100 cho đến 300 nghìn đồng lượng, thì tại giá vàng bút số 9 vàng nhẫn SJC thì ngược lại có mức điều chỉnh tăng ở cả hai chiều mua bán từ 21.000 đồng một lượng cho đến 50.000 đồng một lượng. Cụ thể, loại giá vàng nhẫn từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 51.450.000 đồng một lượng, bán ra 52.150.000 đồng một lượng. Vàng đi trang mua số 9 mua vào 51.050.000 đồng một lượng, bán ra 51.850.000 đồng một lượng. Vàng đi trang 24K mua vào 50.137.000 đồng một lượng, bán ra 51 triệu 337 nghìn đồng lượng. Cả 3 thể loại vàng nhận bút số 9, vàng nữ trang bút số 9, vàng nữ trang 24K đều có mức điều chỉnh tăng ở chiều mua và chiều bán là 50 nghìn đồng lượng. Vàng nữ trang 18K có mức điều chỉnh tăng ở chiều mua và chiều bán là 37 nghìn đồng lượng. Ở chiều mua có mức giá 57 triệu 041 nghìn đồng lượng, chiều bán 39 triệu 041 nghìn đồng lượng. Vàng đi trang 14K có mức điều chỉnh tăng ở cả hai chiều mua bán là 30.000 đồng/lượng. Vàng đi trang lại 10K điều chỉnh tăng ở cả hai chiều mua bán 21.000 đồng/lượng. Chiều mua có mức giá 19.774.000 đồng/lượng, chiều bán 21.774.000 đồng/lượng. Các bạn thân mến, thị trường vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên ngày hôm nay khi các nhà đầu tư án bình bất động chờ cầu họp chính sách của Fed bắt đầu vào ngày mai. Nhà đầu tư đã duy trì lực mua vàng để cho không thống đáy kép 1782 đô la Mỹ trong phiên giao dịch vào hôm thứ sáu tuần trước. Diễn biến giá vàng hiện tại cho thấy vàng đang thiết lập các mức đỉnh phiên thấp hơn và đáy phiên thấp hơn, tức là phản ánh xu hướng giảm. Về cơ bản, vàng đang chịu áp lực bán bất chấp thực tế là lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ đang ở dưới mức 1,6% một năm. Đó chính là đáy của biên độ hiện tại. Đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy lực mua vàng rất yếu. Điều gì sẽ xảy ra nếu như lợi suất tăng lên mức đỉnh trước đó là 1,7% một năm? Đó là một câu hỏi rất dễ trả lời, phải không các bạn? Mặc dù chưa có gì là rõ ràng, nhưng có nguy cơ vàng sẽ sụt giảm trước quyết định của Fed vào hôm thứ Tư. Do đó, chúng ta cần lưu ý và thận trọng với thị trường. Bây giờ thị trường đều đang chờ đợi cuộc họp của Ủy ban thị trường mở liên bang sẽ kết thúc vào hôm thứ tư và tất nhiên là bắt đầu vào ngày mai mùng 2 tháng 11. Trên thị trường đều đồng thuận đưa ra dự báo rằng Fed sẽ đưa ra thông báo chính thức về tiến trình thời gian giảm gói mua tài sản cho cuộc họp lần này. Dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 6 năm 2022. Chính điều đó sẽ tạo tiền đề cho các đợt tăng lãi suất tiếp theo vào nửa cuối năm sau. Nếu cuộc họp của Fed kết thúc với quan điểm diều hâu và quá trình thắt chặt chính sách tiền tệ được hé lộ, vàng có khả năng phải đối mặt với áp lực bán ra rất mạnh. Ngược lại, bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy các nhà hoạch định chính sách của Mỹ vẫn còn thận trọng trong việc thắt chặt chính sách tiền tệ đều sẽ hỗ trợ đà tăng của giá vàng. Theo nhiều nhà phân tích, tăng trưởng lĩnh vực sản xuất của Mỹ đang chậm lại vì giá nguyên liệu đầu vào chạm mức cao nhất trong 3 tháng. Đây có thể là một tín hiệu mới của lạm phát đình trệ mà Fed cần hết sức cân nhắc. Thiết nghĩ vào phiên Mỹ tối nay theo giờ Việt Nam, khả năng giá vàng thế giới chưa có sự rung lắc mạnh hoặc là trao đảo thị trường. Bởi thị trường hiện đang chờ đợi và cập nhật thông tin từ cuộc họp cổ phép bắt đầu vào ngày mai mùng 2 tháng 11. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ hai ngày 1 tháng 11 năm 2021 trên kênh của Minh Phát cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Chúc các bạn một tháng mới có thật nhiều sức khỏe, thành công trong mọi lĩnh vực. Nếu như các bạn yêu kim lại quý, các bạn đừng quên nhớ giúp mình phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.